Hoàng Lê Thiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Ở một cái nhà vườn hay là một cái không gian sân cây nó rất là chật chội. Mặc dù là có rất là nhiều cây giá trị, hay là những cái cốt là cây hay là tác phẩm giá trị thì quý nữa. Tuy nhiên là để mà chúng ta tìm được một cái không gian mà vừa kết hợp với trang trí nghệ thuật, vừa kết hợp với lại trưng bày các cái cây nghệ thuật, những cái bonsai nghệ thuật, nó tổng hợp tất cả các giá trị nghệ thuật trong một cái nơi nào đó thì quả thực là không có nhiều. Và ngày hôm nay rất là vinh dự, rất là vui, tôi được đến tham quan một cái vườn cây của một người anh em ở Chợ Đọ, Ninh Giang, Hải Dương. Ở đây nó rất đặc biệt. Và tôi nghĩ cái mô hình này nếu được thì quý vị hãy học theo và phát triển nó thành một cái trào lưu gì rất là tuyệt vời. Một cái phong cách nó rất là đương đại, rất hiện đại, rất thực tế. Và nó có thể hiện cái sự chuyên nghiệp rất là cao. Nó kết hợp nhiều điều. Và nó tạo ra một giá trị gì đó thật sự là ấn tượng. Vâng, tôi đang có mặt tại nhà Phúc Bonsai Chợ Đỏ. Chắc là nhắc đến Phúc thì quý vị các bạn đã nhớ đến một số các video tôi đã ghi hình nhà Phúc trong cái khuôn viên cũ, là một cái quán cà phê rất là phong cách khác biệt luôn. Và ngày hôm nay thì bạn ấy lại set up một cái khu vườn mới. Đó. Một khu vườn này thì vẫn là cái phong cách của bạn. Rất Phúc, rất khác biệt. Đó. Và ngay bây giờ thì tôi xin mời quý vị các bạn cùng theo chân Hoàng Lê Thiệp để khám phá những cái cây trong cái khuôn viên này và khám phá cái không gian rất là đặc biệt này nhé. Xin mời quý vị. Chụp lượng và cảm nhận nha. Cái này nó cao chừng khoảng 1m3. Quả thật rất đẹp đấy. Một cái xì miền Nam. Vừa. Trực hoành. Cái hay là ở một cái sự trang trí sắp xếp vật dụng để tạo ra một phong cách riêng. Wow, đây có một cây xanh mini đẹp quá này. Khoảng 30 phân. Rất đẹp luôn. Trân trọng xin mời quý vị anh em về giao lưu với lại nhà vườn Phúc Bonsai Chợ Đỏ. Này tôi về chơi. Bây giờ thì anh em đã về hết rồi. Còn mình vẫn lang thang ngắm cây. Trong này có một cái cây cóc dị. Một cái cốt xanh khá là tiềm năng. Đường chạy rất khó chịu luôn. Hơi rậm một chút, hơi khó nhìn. Cao khoảng 65
cm. Một cái bờ cò trang trí rất đẹp nha. Đặt máy rửa tay một chút nào. Lại đi ngắm cây và chiêm ngưỡng cái không gian rất là nghệ thuật của anh em Chợ Đỏ. Rất tinh tế. Những cây tùng xung quanh một cái đồi tùng nhỏ nhỏ xinh xinh. Wow, cái tùng rất dị. Wow, một cái cây hoa giấy thế siêu, cực kỳ điệu đà, rất là đẹp. Dăm khá là dày nhá. Cao khoảng 1m3, 1m4 gì đó. Đường chạy cái thân chùa này quá quê. Cực kỳ tâm huyết, cực kỳ giá trị. Sinh vật cảnh ở làng cây của chúng ta còn rất nhiều nghệ nhân giỏi. Và thường họ ẩn mình, không ai biết. Cái giỏi người ta còn phải đa dạng cây. Có thể làm đa dạng cây. Như trong khuôn viên này thì bây giờ quý vị thấy là nó đủ thứ. Từ những cây hoa giấy cho đến cây cóc như thế này. Rồi những cây tùng, cây thông, cây xanh, cây si, cây lộc vừng. Rất đẹp. Một cái cốt cóc cực kỳ dị. Dị đến mức khó tưởng tượng luôn. Con này cao khoảng độ 90 phân. Xù xì. Cả cái cốt thân này nó đường kính ở đến 40 phân này quý vị. Đẹp quá. Một cái sành dựng trên một cái vách đá tranh vênh, rất đẹp. Đây là một cái dòng xanh ta. Những cái lá nó tương đối phẳng. Theo quan điểm của tôi thì cây nào cũng đều có giá trị hết.
quan niệm sanh ta sanh quê, sanh nam điền, nghệ thuật chúng ta được ngắm cả những cái bức tượng. Tinh tế, phục chợ đỏ rất biết cách tạo ấn tượng. Ngày hôm nay tôi khá mê mẩn trong khuôn viên này. Cái đại mà rất thơm. Thơm nức luôn. Chắc xin bạn một bông. Chúng ta đến một cái góc trang trí. Những cây lộc vừng thần dị. Những con rồng tạo dáng. Nghệ thuật quá này. Một cái chòi gỗ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là chương trình review tham quan nhà vườn của bạn Phúc Đỏ, Bình Giang, Hải Dương. Đến đây là hết. Tôi nhận được rất nhiều giá trị, đặc biệt là tính nghệ thuật. Và một điều nữa là không gian này, bên này, vườn này có rất là nhiều cây si, cây xanh và rất nhiều cây khác nữa, chất lượng. Hy vọng rằng sau cuốn phim này, quý vị và các bạn sẽ đến đây để trải nghiệm một lần, để tìm kiếm cho mình những cái thứ rất là thú vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video mới. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video tiếp theo. Bây giờ nó không còn như ngày xưa là mình có cảm giác lúc mà mình còn nhỏ bóc cả những cái củ người khoai tây gọi là nấu cám lợn. Ôi nhưng mà ở đây là tôi thỉnh thoảng vẫn, nếu mà mùa đông năm ngoái là vẫn nước khoai đấy. Nước này đấy. Như ngày xưa mình đói đến mức độ là như thế. Nhưng bây giờ thì mình cũng ngạo thì no. Đấy, năm ngoái bắt đầu lúc làm cái này nè. Xong bên kia là khoai đấy. Bánh nhập nước xong là bóc ra ăn lại cảm giác lại nhớ. Đào những cái gọi là củ khoai mầm. Thế xong là nướng đi được ra bờ sông cạo cái ăn sống. Lúc mà nhà đây là bọc nó lúc muối và rất nhiều. Ok, chân nào. Sông thì
bonsai đấy, anh em mình yêu bonsai, chẳng có cây nhỏ thôi để bán này, hoặc là mình mang lên sân thượng này, ban công này, thư thái này, đúng không? Chứ không chơi cây để đi ra đi vào làm công việc về nhà lúc mệt mỏi lắm. Về nó như là mình bị bó buộc trong một cái không gian thế này, rồi loanh quanh luẩn quẩn chỉ ngồi phòng khách lại chạy vào trong giường nằm. Điện thoại là lên máy tính sau này xem phim, thế thôi. Xem phim rồi đọc bình luận cũng hay. Nhiều khi hôm mệt vậy, nhiều hôm mệt tôi nói với ông Phúc là còn không có thời gian để mà đọc bình luận nữa, đúng rồi. Mà mình cũng không muốn đọc nữa vì là có nhiều khi nó nhiều quá cũng đọc xong lại phải trả lời. Đấy, mà không đọc thì không được. Để lắm lúc là không trả lời bình luận được đấy. Thì các bạn cũng nên thông cảm đúng không? Đúng rồi. Đấy, là cái vấn đề như thế. Đấy. Còn cái mà mình quan trọng mang tới cho mọi người thì là cái tin này nói chung về bonsai, rồi anh em chơi cái cảnh qua tình của bạn này là rất tuyệt vời, nói chung là bạn rất là tốt. Chứ anh em vào đây thế ai cũng thế là gần như phạt cứng của bạn đấy, phạt cứng của kênh đấy. Đấy này cái bác sĩ đấy nhá, đấy bác cái theo dõi kỹ lắm, có nghĩa là mình không cần xem, hôm nào mình không xem thôi là bác cái ra bác được khá rồi. Là hôm nay là bác chụp quay ở đâu đấy, thế nhà ai quay kênh rất thuộc bác này. Nhiều bất trạng thì thích ngồi không? Không ảnh hưởng gì đến ngoại là vấn đề gì cả. Em nghĩ là ai đến đây cũng ngồi đây. Đúng rồi. Thì vào đặt đi chơi làm cái bạn để mướn cả đấy. Cái đấy. Thế là ném. Khi nào là ném cả đấy, ngay cũng ngày xưa. Đấy kia. Rồi rồi, qua đây. Không. Anh bảo là nhà có chung một chút. Nhà có chung tôm đi, đại đi. Thì ví dụ là cấu anh ai người đi. Ờ, có một cách về. Tổ quá thì chỉ là. Hoặc là nó tình cảm hơn anh em ngồi trong ngồi đến bao giờ ngồi nó không như là ngồi sau yếu ớt đây một nhà mình không ảnh hưởng gì đến ai ngồi đấy, chín mười giờ đêm cũng được mấy anh em đi hòa hòa nhất rồi xóa mấy anh nằm khoảng giờ bảo mấy cái ông xếp của anh bảo là hôm nay là nhà em anh đồ ấy rồi đang rồi đang rồi cái bát ấy ngày xưa đấy, mua hương cháo đi, mua tre, trong bắt đầu là lá tre đấy, đầu hầm gà các thứ, biết từ bích ly, uống này vào đéo biết được nào cả, đổ ra vào uống bia lạnh được lúc mẹ lây cả đàn bỏ mẹ, không phải vì là mình rất là ngại đi rồi chưa kín chưa kín bỏ rồi nhưng mà lại mà được tiêm hết rồi. Nó sợ là mình gì thì không sao, cái cả là bây giờ mình tiêm rồi thì nó không vấn đề, nhưng mà nó vẫn cái mầm bệnh về lây cho con cái mình chưa tiêm. Đây là mình ngại nhà nó mỏng, em mình ngại con cái. Hai người hôm qua là 3 ca lây đấy cho cả nhà đấy, con cái luôn. Kéo ấy đi, kéo tiêm 2 mũi rồi đi. Khốn nạn. Nói không hiểu làm sao mà cái bọn tập xá đấy nó lại tiêm cho cái bọn trẻ con mà 20 lít vaccine covid thì mẹ mày kia là vaccine kiểu tiêm phòng trẻ thôi, trẻ đấy, sởi hoặc là tiêm các loại kia đấy, đến nước tuổi tiêm cái bao nhiêu đấy mẹ nhầm tiêm vaccine covid vào tiêm hết đi. Năm đứa thì là đi cấp cứu nhưng đến giờ nó vẫn chưa chết, nhưng mà phải rằng trên thế giới này mới có một thằng Mỹ là dám tiêm cho đứa 11 tuổi, nhưng mà đây mà vaccine này là vaccine của người lớn, là mẹ này áp dụng ta của anh thuốc anh nhiều lắm cây dơ và thuốc tiêm về nó đến người qua tiêm về nhất là không ai không một.
Okay. Thật, đây là qua anh em mình quan tâm cũng Hoàng Minh Thập này. Cái cây của tôi thật ra mà nói là nó là xanh quê nhưng mà mình tâm huyết nó là mình thích, cái cá nó xấu hay nó đẹp nhưng mà đứa con tinh thần của mình là mình cứ xứng đấy. Còn nó kệ đó, có khi thì hợp nhãn người này không hợp nhãn người khác. Nhưng mình yêu thích thì nó cứ vẫn đạt thích mà mình thích. Đào tạo nó từ bắt đầu ấy nên mà nó già có khi cũng bao năm rồi mà cái cốt của nó cũng là những cái cốt đẹp. Mình có hai cái thích, còn không biết có giỏi không. Một mình tôi ăn hết cả đĩa. Nhưng mà như này, sở thích nhất là chơi nấu ăn và chơi cây. Nhiều lắm. Nhưng mà nếu thuần thuần nhá, lần sau tôi bảo như này, cái lá giềng ấy, tất cả úp không nói lá giềng, bọc vào khoảng 3 lá. Cho dao, trao ra xong nhá, xếp vào này này, dùng mấy ép, hết có, như kiểu ép cò này, xong bắt đầu bỏ ra, kể cả luộc, lá giềng, quay luộc, không, đã gọi là sở trường, thế là bác chuyên nấu ăn, bác nói thế là bác chuyên nấu ăn và tìm hiểu nấu ăn, như này nhá, trước ngày đi ăn nhá, mẹ tôi ăn cái món gì lạ, ăn cơm ông ơi. Nghĩ ra là nó cho cái gia vị gì thì mình bắt chước. Chưa bao giờ học nhưng mà bắt chước. Nhưng tôi bắt chước khẳng định với tôi anh em ở đây này, không thể làm nhanh. Tôi bắt chước vì tôi chưa học công việc.